Mất cho cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Lời nói đầu tiên chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Kiệt, anh Binh và anh Trí đến quay cưa cây. Trước mắt nhóm sẽ cưa những cây bần như mé sông. Những cây bần này nhánh khá cao. Đã trời mưa gió nên nó gãy trúng những cái đường dây điện và cây mai kiển bên dưới. Xin mời cả nhà cùng theo dõi. Sẽ là người đeo cưa. Cái gáo con chim gì đuôi đỏ đó. Cái bếp. Cái bằng này có nhà thấy nhánh nó cũng khá nhiều. Một cái gáo. Đúng không? Các con đó luôn đi.
chú nha. Chưa. Điều ok. Rồi, okay. Bên dưới nhiêu đây để dưỡng cho nó sống, dưỡng mé cả nhà. Giờ thì mình sẽ xuống bên dưới. Hẹn mình tiếp tục cái bằng cái bên cái nhà, cái bằng này cũng có những cái mai kiển nè, hàng mai luôn. Bằng này cũng nhánh cũng rất là nhiều nha, nằm sát với mấy sông luôn. Bông trang kiển nè. Thương dễ đâu nha. Trời, lấy tay đập luôn cả nhà. Trời, siêu nhân luôn. Nhánh này cả nhà thấy nó ghe ra ngoài đường đi nè, bên dưới có cây mai kiển, cây mai kiển này cũng đang ra đọt non.
Chưa mấy nhánh thở dưới được rồi. Rồi chưa miếng sao cho nó sống thì nó chết được. Rồi ok coi. Hai nhánh đó. Thank you.
Nhóm nay cũng đã hoàn thành xong những cây bằng với mấy xong, cả nhà mình cũng xin kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.